Hello, xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đến với channel YouTube của mình hả nhá. Sau hôm nay mình sẽ tiếp tục trở lại với săn hũ tiếp anh em nhá. Và mức vốn hôm nay mình mang vào là 1 mét anh em ạ. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục săn hũ trên cây cho anh em xem và tham khảo tiếp nhá. Ok anh em này, thì ở đây mình sẽ săn ở mức là 90 đầu tiên anh em ạ. Đấy, ok chưa? Đây, xem hôm nay mình sẽ thành công được bao nhiêu ở trên mức vốn 1 mét anh em nhá. Rồi anh em ạ, thì vậy là mình đã săn đầu tiên anh em này. Đấy, ở phòng lớn thì không ok rồi, thì bây giờ mình sẽ ra phòng lại, phòng giữa anh em nhá. Đấy, bởi vì là phòng cao cấp là sẽ không săn được mức dưới 1 mét anh em ạ. Đấy, phải trên 1 mét mới săn được. Đấy, thì mình vào thử một vài lượt đầu, thế cho nên là đã không thành công rồi, thì bắt buộc mình phải đi ra anh em ạ. Đi ra vào lại ở phòng giữa anh em nhá, phòng đó là phòng dân chơi. Đấy, bây giờ mình sẽ tiếp tục săn ở phòng này, khi nào thành công được trên 1 mét, ok chưa? Thì mình sẽ trở lại với phòng cao cấp lúc nãy anh em nhá. Đấy, mình sẽ gấp anh em ạ. Ok chưa? Rồi anh em này, được 2 lượt miễn phí anh em ạ. Rồi, lượt đầu tiên bao nhiêu? Rồi, về 60, ok anh em ạ. Rồi, tiếp tục lượt thứ hai này. Đấy rồi, về 80 anh em nhá. Quá ngon rồi. Tiếp tục lượt tiếp theo này. Ui trời ơi, quá ok anh em ạ. Đã về hũ rồi. Đấy, như vậy là mình đã thành công lên được 1m420 anh em ạ. Rồi, thì giờ mình sẽ chuyển sang phòng cao cấp anh em nhá. Hãy vào phòng này mình sẽ săn gấp dễ hơn anh em ạ. Đấy, rất là nhiều mức để mình lựa chọn. Ok chưa? Thì tất nhiên anh em ạ, nếu như mà anh em săn ở vốn bé cũng vậy thôi. Đấy, khi nào mà anh em săn được thành công rồi, đấy, lên được khoảng tầm trên 1m thì anh em vào đây săn. Đấy, vào đây săn tiếp hoặc là anh em ăn non đơn giản. Đấy, nghỉ cũng ok rồi. Ví dụ như 1m rưỡi mang vào. À, 1m anh em ạ. Đấy, thì bây giờ mình lên được 1m4 là nghỉ cũng được rồi anh em ạ. Nhưng mình thì khác em nhá, mình sẽ tiếp tục săn xem hôm nay mình sẽ thành công được như thế nào rồi anh em ạ. Bởi vì mình đã săn thành công được rất nhiều như thế này rồi, cho nên là mình sẽ tiếp tục nhá anh em nhá. Rồi anh em ạ. Mình sẽ săn ở mức 190 đầu tiên là anh em này. Đây. Ok nhá. Lên 180 này. Nói chung là mình sẽ lên xuống liên tục luôn. Ui giời đẹp anh em ạ. Về 2m rồi. Ui trời ơi, về hũ rồi anh em ạ. Quá tuyệt vời anh em nhá. Như vậy anh em ạ, mình đã thành công hũ đầu tiên. Đây, đã về 4m, xin lỗi anh em, về 3m rồi nhá. Rồi, thì mình sẽ tiếp tục săn tiếp anh em này. Vẫn giảm xuống mức 90 này anh em ạ. Đây, không cần vội anh em nhá, phải bình tĩnh thôi. Tiếp tục này. Ok, tiếp tục lượt này anh em này. Rồi anh em ạ, 90 không về lượt nào rồi, đến thời điểm bây giờ là mình đã săn tới 7 lượt rồi anh em nhá. Đấy, lượt thứ 8 này. Ok anh em ạ. Đấy, 90 về 50 thì vậy là mình vẫn hao đi 40 rồi anh em nhá. Đấy, nói chung là quan trọng là mình phải duy trì được anh em ạ. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tăng lên anh em nhá, tăng lên 180 này. Đấy, một lượt đầu tiên anh em ạ. Lượt thứ 2 này. Đó, vẫn chưa về hũ rồi. Lượt thứ 3 này. Ui giời, cái gì đấy? Ok anh em ạ, quá tuyệt vời rồi anh em nhá. Đã về cho mình super rồi. Đó anh em thấy không ạ, hôm nay thực ra về rất là ít hũ thôi, nhưng mà về hũ rất là ok anh em nhá. Thì hiện tại là bây giờ mình đã về được một hũ big win và một hũ super anh em nhá. Đó, hai hũ mình đã thành công được trên 4m rồi. Đấy, nói chung là hôm nay duy trì được khoảng tầm trên 4m là ngon anh em ạ. Đấy, với 1m mang vào đơn giản là vậy thôi. Đây, 180 về 100 anh em ạ. Quan trọng anh em này, phải để mức này. Thứ hai, anh em phải tự săn nhá. À, anh em phải biết là duy trì anh em ạ. Ai không nên để mức cố định quá anh em nhá. Như vậy là anh em sẽ hao vốn rất là nhanh, cho nên là sẽ rất là khó thành công nhá. Ok chưa? Đây này, 180. Tiếp tục này. Trời ơi, quá hay rồi. Về 100 anh em ạ. Đó, đơn giản như vậy thôi anh em ạ. Quá đơn giản. Đây, tiếp tục nhá. Về bao nhiêu? Về 60. Đó, cứ từ từ như thế mà lên là quá đẹp anh em ạ. Tuyệt vời chưa? Đây này anh em này, về bao nhiêu? Về 60 rồi. Đó, nói chung là hiện tại mình vẫn đang ở trên 3m anh em nhá. Mình đã nói với anh em rồi. Đấy, nếu như mà mình duy trì được từ tầm trên 3m đến 4m anh em ạ. Đấy, thì quá ok rồi anh em nhá. Đó, ăn non mà anh em. Đây rồi, tiếp tục cho mình 1m tiếp theo anh em ạ. Về hũ anh em nhá. Đó, quá tuyệt vời chưa anh em. Đây này. Rồi bây giờ mình sẽ tăng lên 450 anh em nhá. Đấy, mình sẽ gấp một vài lượt cuối xem thế nào là anh em ạ. Đây, tiếp tục này. Lên 900 luôn này. Một lượt anh em này.
Đấy, xem hôm nay mình sẽ thành công được hay là coi như mình sẽ về không đồng anh em nhá, với mức vốn của bé mang vào anh em ạ. Rồi, không thành công. Ui trời ơi, đây rồi anh em ạ, ba mé rồi. May anh em ạ, thành công cửa này nhá. Thôi bây giờ mình sẽ giảm lại thôi anh em ạ. 4 5 10 tiếp theo này. Hai lượt này. Nói chung là với mẹo này thì mình chưa anh em nhá. Mình chưa thật sự săn qua anh em ạ. Bây giờ mình chỉ săn thử mà cảm thấy không có không ok anh em nhá. Rồi thì hôm nay mình đã săn thành công anh em nhá, với 1 mét lên 4 mét anh em ạ. Ok, chào anh em nhá.